Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trên trang Cẩm năng sức khỏe, giáo sư Nguyễn Lân Việt, nguyên viện trưởng Viện Tim mạch cho biết, tăng huyết áp là một bệnh mãn tính phổ biến nhất trên thế giới. Tăng huyết áp không chỉ ảnh hưởng lớn đến gánh nặng bệnh lý tim mạch mà còn ảnh hưởng nhiều đến gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Vì vậy, cần thực hiện lối sống lành mạnh để phòng chống bệnh tăng huyết áp. Giảm cân ở người thừa cân hoặc béo phì, tăng 5 đến 10 kg trọng lượng cơ thể so với cân nặng chuẩn sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ xuất hiện tăng huyết áp. Tăng cân trong thời gian dài là yếu tố nguy cơ chiếm tới 48% khả năng mắc bệnh. Trọng lượng cơ thể của mỗi người được theo dõi bằng chỉ số khối cơ thể BMI. Lấy cân nặng là kg chia cho bình phương chiều cao mét. Chỉ số khối cơ thể ở người Việt Nam khác với các dân tộc có tầm vóc to lớn. Nếu như con số này lớn hơn hoặc bằng 23 đã là thừa cân và lớn hơn 25 được coi là béo phì. Tốt nhất phải duy trì chỉ số khối cơ thể từ 18 đến 22,9, tức là giữ trọng lượng cơ thể ở mức bình thường. Với người thừa cân hoặc béo phì, cứ giảm 10 kg cân nặng sẽ làm giảm từ 5 đến 10 mmHg mức huyết áp tâm thu. Tuân thủ chế độ ăn nhiều trái cây, rau, các thực phẩm ít chất béo, giảm ăn các loại mỡ bão hòa và mỡ toàn phần. Nên ăn 3 bữa một ngày với khẩu phần thức ăn cân đối, khoảng một nửa thực phẩm là chất bột, rau xanh, trái cây, không dùng nhiều mỡ động vật và chất ngọt. Cố gắng ăn các thức ăn có nhiều chất xơ hòa tan như đậu xanh quả, đậu hạt các loại, măng, rau xanh. Nên ăn chất béo có nguồn gốc thực vật, các loại dầu thực vật, dầu cá và một số hạt có chất béo như hạt mè, hạt hướng dương, hạt hạnh nhân. Axit béo omega 3 trong cá và các loại hạt có tác dụng làm hạ cholesterol xấu, tăng lượng cholesterol tốt và giảm nguy cơ máu đông. Ăn nhiều cá, hải sản, giảm các loại thịt đỏ và mỡ động vật nên có ý thức ăn nhạt. Các loại đậu, nhất là đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành với nhiều chất xơ, chất khoáng và những chất chống oxy hóa là một nguồn chất đạm và chất béo lý tưởng cho phòng chống tăng huyết áp. Chế độ ăn giảm muối, dầu kali và canxi. Nhu cầu muối ăn trung bình của một người khoảng 15 gram một ngày, trong đó có tới 10 gram sẵn có trong thực phẩm tự nhiên. Vì vậy, chỉ nên bổ sung thêm một thìa cà phê muối ăn trên một ngày là đủ. Ngoài việc giảm lượng muối trong khi nấu nướng, hạn chế dùng thêm muối hoặc nước chấm ở bàn ăn, cần cẩn thận với những loại thức ăn nhanh, những món ăn công nghiệp luôn có lượng muối khá cao. Tăng hoạt động thể lực làm giảm bớt béo phì. Người sống tĩnh tại cần tập thể dục đều đặn ở mức vừa phải như đi bộ nhanh 10 đến 45 phút và 3 đến 4 lần trên một tuần. Các loại hoạt động thể dục này hiệu quả hơn chạy hoặc nhảy và có thể làm giảm huyết áp tâm thu từ 4 đến 8 mmHg. Bỏ thói quen xấu, ngừng hút thuốc là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch. Bớt uống rượu. Có nhiều bằng chứng cho thấy mối tương quan giữa uống rượu và tăng huyết áp trong cộng đồng. Uống nhiều rượu dễ làm tăng huyết áp. Nên hạn chế tối đa stress, sống thanh thản, hòa nhập với cộng đồng, tránh lo âu hay căng thẳng, bực tức quá mức. Tóm lại, điều chỉnh lối sống để điều trị bệnh tăng huyết áp là việc hoàn toàn có thể thực hiện ở gia đình, là phương pháp không tốn kém và khả thi, giúp giảm được tỷ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp và các biến cố tim mạch do tăng huyết áp. Mỹ thu hồi thuốc nhỏ mắt không đảm bảo vô trùng. Theo trang sức khỏe.vn, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA vừa có cảnh báo tới người tiêu dùng về việc không dùng thuốc nhỏ mắt Puritone lọ 15ml do Cadet Incorporation sản xuất. Puritone là loại thuốc nhỏ mắt không kê đơn được bán trên thị trường để giảm tạm thời tình trạng bỏng rát và kích ứng do khô mắt và khó chịu mắt do kích thích nhẹ hoặc tiếp xúc với gió hoặc nắng. Sử dụng sản phẩm nhỏ mắt không vô trùng có khả năng đe dọa thị lực do nguy cơ nhiễm trùng mắt. Ngoài ra, độ pH của sản phẩm này tương đối cao và có thể dẫn đến phá hủy trực tiếp các mô trong giác mạc, có thể dẫn đến sẹo, tăng nhãn áp hoặc mất thị lực. Quý vị và các bạn thân mến, cách ứng phó với ngộ độc rượu sẽ là thông tin trong một thông tin sức khỏe ngày mai chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.